Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà vườn, diện tích thì vừa phải thôi. Có ao nuôi cá anh chị ha, đang nuôi cá trê được khoảng là nửa ký đến một ký đổ lại anh chị ha. Đã mua là có cái ao nuôi cá liền, có trồng như là cây khế ngọt nè, dừa nè, cây kiểng nè và cây vú sữa anh chị nha. Có vài cây thôi, không có nhiều, đất này ít anh chị nha. Với ngang là 11, chiều sâu là 27,2, lên tổng tích là 300 m², có 100 m² thổ cư nha anh chị, nằm hướng là nam nha. Địa chỉ cái căn nhà vườn của mình là ở ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang nha. Huyện Tân Phú Đông thì anh chị biết rồi á, thì mình sẽ đi qua một cái phà. Nếu mà đi quốc lộ 50 Chợ Gạo qua thì mình đi phà Bình Ninh, thành phố Mỹ Tho, về đây là khoảng là 26 cây số thôi, rất là gần. Còn nếu mình ở thành phố Hồ Chí Minh, tính từ bến xe miền Tây là 72 cây số nha. Mình đi hướng là Long An anh chị, qua cầu Mỹ Lợi á, rồi thề thành phố Gò Công nè, rồi xong rồi chạy qua đây là qua bến phà, là khi mình đến phà Tân Long thì quẹo qua đây chị ha, đi hướng đó. Có hai bến phà, mình đi bến phà nào cũng được hết nha chị. Phà thì rất là rộng chị, hai chiều cho xe ô tô, xe tải, mình lên phà mình ra xuống rất là dễ dàng luôn. Phà rất là lớn anh chị nha. Về đây mình đi chợ nè, trường học, ủy ban, trạm y tế là khoảng là 3 cây số đổ lại nha chị. Rồi để em chỉ ranh giới căn nhà cho quý khách mình nắm nha. Đây căn nhà cổng chị rất là đẹp, nguyên một căn nhà luôn chị, là cổng nè, hàng rào nè, bên trong nhà nè, xây tường nè cũng toàn là màu tím nha anh chị ha. Quý thà là thích căn nhà màu tím là ở đây là phù hợp luôn, dân cư đông đúc nha. Nhà sát sát nhau không à, đường đan thì 3 m tổng cộng anh chị. Đây là chiều sâu bên ta phải anh chị ha, có xây bức tường cao khoảng là 3 m đây. Kế bên hàng xóm anh đây thì có hai cái màu đất của hàng xóm nha anh chị. Trong căn nhà và đất mình là không có chị ha. Rồi để quay một vòng mình xem nha. Đây, đường công cộng, đường thông nha anh chị. Cái hướng này là mình đi ra đường nhựa cách khoảng là cây số chị ha. Quay cao cho mình xem nè, đây có đèn đường nha. Đây, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Để về đây là mình dọn vô ở liền anh chị, không cần tu bổ hay là sửa chữa gì hết. Nhiều cô chú anh chị mua mà nhà nó nát nè, nhà cấp 4 nè, nhà cũ nè, mình tu bổ vô tiền rất là tốn kém. Mình mua nhà như vậy có thổ cư 100 m nè, đường ô tô nè, có đèn đường nè, dân cư đông đúc nè, có ao nuôi cá nè, sân vườn nè, tuyệt vời. Giá thì chỉ có là 890 triệu thôi anh chị, thấy không? Anh chị chọn căn nhà này xem là chốt ngay trong ngày nha anh chị, có sổ sẵn luôn anh chị nha, công chứng trong ngày luôn. Đây mặt tiền mình anh chị là 11 m nha. Hiện tại thì cũng mưa rất là lớn chị, nãy giờ em đợi cũng gần một tiếng anh chị, nó giờ còn găm đó. Thì mùa này vô mà mưa rồi, quay hơi cực nha. Thì mới tạnh thôi, quay đợi nãy giờ đó. Thì đây thì mưa gió mà, thì hàng xóm có ca hát ở đây kế bên nhà nên hơi ồn. Quý hàng cô chú mình cũng thông cảm nha. Đây sớm mình đây em quay một vòng mình xem nè. Đây là ranh chiều sâu bên tay trái nha anh chị. Đây xây gạch lên là 1 m, kéo một cái khung sắt dài cái phía sau anh chị ha. Đã gắn đèn năng lượng mặt trời quá trời luôn anh chị không nè, ở trước cũng có nè, rồi chính giữa cũng có cái đèn năng lượng mặt trời tròn tròn anh chị không, như là đĩa bay vậy anh chị. Còn bên trong cái ao nuôi cá cũng có một cái đèn năng lượng mặt trời nữa anh chị. Có loại đó loại mới chị, bữa tối là sáng gực luôn chị ha. Đây là cái không gian rộng cái căn nhà màu tím của mình đây, thổ cư 100 m, giá chưa được 1 tỷ nữa là sở hữu một căn nhà xinh xắn, nhỏ gọn, đẹp mênh mông luôn. Rồi giờ em xin mời chị nha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Cổng thì thấy vô là thấy thích rồi đó, cổng rộng rãi,
chị em ga vô rất là thoải mái luôn. Mình có xe tải nhỏ, ô tô đậu ở trong sân rất là thoải mái luôn. Ở đây thì gia đình nó thiết kế đó là chính giữa là một cái không gian rộng, đổ bê tông rồi, rất là cứng cáp. Bên trái mình là một cái vườn đang trồng kiển và một số gốc như là mận, vú sữa anh chị ha. Ở một số cây trái này gốc lớn này để cho nó phát triển nhanh để có trái chị ha. Bây giờ mình trồng từ đầu á, như cây vô ít nhất là 4-5 năm, rất là lâu. Đó này đã mua cái gốc lớn để mình trồng có trái cho nhanh anh chị ha. Và đây có một cây dừa được là 15 năm. Đó, đang có quay lại luôn chị thấy không? Và cũng có một cái xích đu, hai cái xích đu để cho con cháu mình ở đây mình chơi ở trước sân nha. Và ở trên là một cái đĩa bay là kêu điện lượt trời chị. Đó. Này mẫu mới, điện đợi trời lượt mới nha chị ha. Buổi tối là sáng gật luôn chị ha, rất là sáng. Và ở trước sân bên tay phải mình đây thì cũng có trồng một số gốc dừa đây nè. Cái này là chủ chưa hoàn thiện xong anh chị ha. Đó, làm lại xong rất là đẹp nha anh chị. Đây ao nuôi cá đây, nãy em nói là cá đây là cá trê nha anh chị ha, được khoảng là nửa ký đến một ký thôi. Cái trê nó rất là mau lớn anh chị, thường ta kinh doanh là khoảng là 3 tháng bắt đầu bán được rồi, rất là mau lớn nha. Ở bên mé tường của mình anh chị thấy không, chủ cũng xây gạch lên để mình trồng bông nữa chị, cho nó đẹp trang trí không gian cái ao nuôi cá của mình anh chị ha. Thì cái ao điện chị thấy tấn này, dưới và bên trái bên phải đều tấn cái mũ hết rồi. Đó, nước nó giữ rất là ngon lành. Đó. Nó không bị rút nhiều. Và ở trước cái ao nuôi cá mình ở đây chủ thiết kế một cái chòi để mình tiếp khách hay là mình nhậu sương sương nè, và lon buổi chiều đâu đó, rất là mát mẻ, rất là thông thoáng luôn nha. Rồi em xin mời chị ha, thì em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Đó. Sơn màu nổi bật anh chị ha, màu tím. Đây chủ còn trồng vài cây nữa chị ha, chưa đem về tới. Đó. Đây có gốc này, gốc vú sữa trước, còn cây này cây mận anh chị ha. Đó, không gian nhà thì tuy nhỏ nhắn nhưng mà được cái là nó thoáng anh chị. Đó. Rất là thông thoáng, dân cư thì đông đúc. Ở đây thì có một cái chòi này em nói đây, quay gõ là em xem gần nè. Ở trên là dán chị ha, chứ gỗ anh chị. Trên thì làm cũng rất là cao, rất là thoáng luôn, chứ không có thấp anh chị, nên rất là mát anh chị. Và nằm ở dưới cái ao nuôi cá nữa, rất là tuyệt vời luôn, rất là thông thoáng. Và phía sau đây đó thì tường đó, thì cấp cảnh hiện sớm đây đó thì là xây gạch, nó có lỗ uông anh chị, để có hơi gió nào vô anh chị, nó mát anh chị ha. Và đây có trồng một cái khế ngọt đó. Đây màu là một cái chỗ bê tông đã lót gạch rồi. Đây thì chủ định trồng đây là trồng cải, trồng rau đó chị, ở khu vực ở này chị ha. Ở mấy này làm khuôn khuôn rồi anh chị ha. Ở nhiều lúc cô chú lớn tuổi là thích về mà có cái nhà nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, không cần đất nhiều á, thì ở đây là vị trí rất là đẹp rồi. Ở trên thì cũng mới che một cái lưới nè để chống nắng anh chị ha. Đèn năng lượng mặt trời ở trước màn hình anh chị thấy không? Đó, có sẵn hết rồi. Buổi tối là căn nhà mình là sáng gực luôn chị ha. Ở đây thì cái mé hông nhà đây là lót gạch tàu chị ha. Còn đây đó thì chủ là định làm đây là một cái khung. Đây là khung kính cường lực anh chị ha. Đây. Và bên trước cũng là kính cường lực xung quanh. Hiện tại thì đặt rồi chưa đem về tới chị ha. Ở trong là thì tối mình ngủ mình kéo màn lại anh chị, còn xung quanh đây là thiết kế là kính cường lực xung quanh anh chị ha, là hai mặt. Bên trong căn nhà là đóng lau phong nha anh chị. Rồi em xin mời anh chị ha, để em sẽ đi vô bên trong mình tham quan nha. Nhà thì thiết kế cũng vừa phải thôi. Bên trong đây toàn bộ căn nhà bên trong nó đã đóng lau phong hết anh chị nha. Đây toàn bộ điện á, thì chỗ cũng đi âm tường hết nha anh chị ha. Đây điện là đi âm tường hết nha anh chị.
Đây phía sau đây là cái cửa, đây là thiết kế cửa kéo chị ha, rất là gọn. Đây cửa kéo lại bằng nhôm sofa lồng kính cường lực nha. Đây là không gian bếp nấu ăn của gia đình đây. À, thì thiết kế thì chưa lờ nha chị. À, ổ cắm điện cũng nhiều ha, nhiều lúc mình nấu cơm điện hay là nấu nướng rồi đó, và lò pizza rồi đó, có ổ ghim ha, để mình có chỗ nấu rất là tiện luôn. À, đây là cái lobo để mình rửa chén bát anh chị ha, bằng inox. Rồi bên trong đây là nhà tắm, nhà vệ sinh anh chị nha. Nhà tắm, nhà vệ sinh là chung nha anh chị. Đây thì bên trong là đã lót nền rồi, còn tường thì đi bê, không có ốp gạch nha anh chị. À, bên tay phải mình vậy thôi, có cái chỗ để quần áo nè, để khăn đồ tắm nè chị ha, bằng inox. Ở đây có bồn xịn tắm và gương, là gương đây là đèn cảm biến nè chị ha. Đây các cho mình xem. Đó anh chị không, bấm vô đây bật đèn cảm biến nha. Mình có thể để cái máy giặt ở trước nè chị, chỗ nhà tắm nhà vệ sinh anh chị ha, chỗ để cái nguồn nước, tạo nước thoát nước nằm đây sẵn này. Ở đây bên đây ra mấy hình thông nhà thì cũng có một cái cửa kéo nè, cái cửa kéo nha, để là không chiếm không gian của mình đó chị. Và ngoài đây thì không gian đây là để cái chỗ đánh răng, rửa mặt, cái labo ngoài đây anh chị nha. Đây xây dựng là hết đất luôn chị ha. Đây là ranh giới cuối cùng của mình nha anh chị, phía sau đây. À, đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà giường nho nhỏ xinh xinh của mình nha. Hiện tại thì chủ đang gieo, chưa có lên chị ha, cải rồi ngò rồi một số gao ở đây nè anh chị. Rồi để em tạm dừng video ha. À, quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà giường nho nhỏ nằm ở xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình thành. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi là 890 triệu thôi. Trên căn nhà giường của mình có thổ cư là 100 m², nằm đường đan là 3 m công cộng nha. Cho xe ô tô, xe tải tới vị trí căn nhà luôn. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký đồng hành để tương tác với em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.